Hello. Chúng ta quay trở lại trận chung kết ở nội dung VN 8.0 diễn ra giữa cặp đôi Minh Béo đứng cùng tới Bắc Giang. Hoàn Ai Con, Vũ Sa Phin. Đây là game đấu thứ hai, một cú bắn quá hay của Minh Béo. Đáng tiếc ở tình huống sau thì tới Bắc Giang forehand bóng không qua lưới. Lợi dao cho cặp đôi Vũ Sa Phin và Hoàn Ai Con. Quan trọng thì đầu
trận. Số bóng vàng chọn trả ra bóng là Minh Béo. Quá đáng tiếc, trả ra bóng lỏng đã không qua lưới. Game thắng cho cặp đôi Hoàng Nai Con và Vũ Sa Phi. Vậy là tỷ số đang là 1-0 cho cả hai bên. Trận đấu đang diễn ra hết sức sôi nổi và tốc độ bóng rất nhanh. Những trận đấu được mong đợi nhất của trận này ở giải. Sau đợt Covid vừa rồi thì các hoạt động về thể thao nói chung và tennis nói riêng có sự trì hoãn. Tập đoàn Hanaka cũng đã rất thiện chí đứng ra tổ chức giải cho anh em. Có một cái sân chơi kết nối anh em cùng nhau tập luyện và giao lưu. Hôm nay với sự hỗ trợ của diễn đàn VN Tennis, chỗ Long Giấy và anh Hoàng Tùng đến live stream cho trận đấu này, mang đến cho chúng ta những đường bóng rất là thú vị. Quá hay. Hay. Sau một loạt giằng co chiếm lĩnh không gian ở giữa sân thì Vũ Chuột Con vừa dứt điểm với một cú smash trên lưới gọn gẽ 15-0. Cho đôi Minh Béo và Tới Bắc Giang. Một pha biểu diễn của Hoàn Nai Con trên lưới đã bất thành. Cú đấy mà sang thì rất là đẹp. Cú đánh bóng không cần nhìn bóng. Quá hay. Một cú forehand đẩy thẳng vào mặt lưới rất xoáy, khiến cho Minh Béo không kịp điều chỉnh vợt. Anh đẩy bóng ra ngoài trong gang tấc thôi. 30-0 cho hai tay vợt. Tiếc quá. Ngay lúc này thì sân trung tâm khán giả đến xem cũng khoảng hơn 200 người. Bốn mươi ba mươi cho đôi Tới và Minh. Quá hay. Tới và Minh vừa thực hiện một cú smash giữa sân, không có cơ hội cho đôi Hoàn và Vũ. Chúng ta thể thấy là bóng siêu cúp bán chuyên thì anh em nhào lưới rất nhanh, chiếm lĩnh không gian giữa sân rất nhanh. Chỉ cần phát bóng xong trong khoảng nửa giây đã thấy di chuyển lên đến giữa sân rồi. Nếu đối phương đỡ cú giao bóng bồng lên thì sẽ bị ăn smash ngay lập tức. Quá hay. Trước mắt thì các đôi đang giữ được game giao bóng của mình. Tỷ số bây giờ đang là 2-1. Và bây giờ đến đôi Vũ và Hoàn giao bóng 1-2. Bình luận viên, mọi người thông cảm nhé, bình luận viên giọng vẫn đang còn ốm, đang ngạt mũi, qua nay ốm. Chào mọi người. Bình luận viên hôm nay vừa thua đơn nam vô địch xong, rất là tiếc, dẫn Phong Louis 5-2 rồi xong rồi đi bộ ở sân. Tiếc quá, không thì trận chung kết sẽ được đánh cho anh em cùng cùng xem, gọi là ban tổ chức đánh trận chung kết. Quay kìa nhé, quay cổ viên.
Hôm nay thì trời khá là nắng nhưng mà với điều kiện sân bãi như ở Hanaka thì chúng tôi có sân trong nhà. Bật đèn rất là sáng, đủ điều kiện thi đấu, mát mẻ. Anh em thi đấu không gặp vấn đề về sức khỏe. Năm đều. Cú lột đi rất hay, bóng vẫn còn. Tuyệt vời. 15-30. Thứ tư, hiệp đấu mà Hoàng Nai Con ra bóng. Quá hay ở tình huống xử lý vô lê của Tới Bắc Giang. Vô lê không quá mạnh nhưng có điểm rơi rất thông minh. Bóng vào giữa hai phường. À, xử lý bóng không qua lưới của Hoàng Hải Con. Vậy là break đã đến với cặp đôi Minh Béo và Tới Bắc Giang. Đội Minh Béo Tới Bắc Giang vừa lên dẫn 3-1. Quý vị và các bạn xem xin cho một like cũng như một chia sẻ, bởi vì lúc này bình luận viên vừa chuộn hình vừa làm đạo diễn hình, và nói chung là tất cả một mình thôi. Tất cả các luồng live stream mình chỉ dùng một người thôi. Đôi công. Bóng vẫn còn. Vậy là pha đánh cuối cùng của Minh Béo, bóng đã đi ra ngoài. Chúng ta xem lại tình huống vừa rồi. Bóng ngoài rất nhiều. Không 15. Rồi là tình huống vô lê lỗi của Vũ Safin. Trước đó thì Tới Bắc Giang với cái lưới sắc bén của mình đã chủ động ra bắt bài. 15 đều. Và đánh rất bất ngờ của Tới thẳng vào vị trí của Vũ Trực Còn đang đứng trên hội Vũ Safin. Này là Vũ Trực Còn, đều là một thôi. Tình huống không hiểu ý. 15-30. Đây là game đấu thứ 5. Giao bóng lỗi 1. Còn trả bóng dọc dây, tuy nhiên bóng đã đi ra ngoài. Ta xem lại, bóng ngoài rất nhiều, chừng 20 phân, 30 đều. Vô lê rất hay của Tới Bắc Giang. Một sát thủ trên lưới. Rất cao của Vũ Safin.
quá hay, một tình huống bất ngờ đổi hướng cú đánh forehand của Minh Béo. Xem lại tình huống vừa rồi. Mọi người xem tiếp tục cho bình luận viên cũng như là ban tổ chức những lượt like, lượt chia sẻ. Tại thì mình vừa bình luận vừa trộn hình, vừa làm bảng điểm, nói chung là tất cả một mình thôi. Nếu như quý vị các bạn xem thì hiện tại hệ thống live stream mà sử dụng một người làm cho tất cả, mình khẳng định là chắc là không ai có. Ít nhất là một ekip phải 3 người mới làm được. Bốn một cho cặp đôi Minh Béo tới Bắc Giang đến từ câu lạc bộ VT6, một câu lạc bộ quy tụ những tay vợt phong trào hàng đầu của miền Bắc. Game đấu tiếp theo, game đấu thứ 6, cầm đá bóng là Vũ Safin. Bóng vào cạnh vợt. Vậy là trọng tài xác định cú đánh vừa rồi, bóng đi ra ngoài và theo dõi lại tình huống quay chậm, bóng ngoài một chút xíu thôi. Chưa thì kết thúc tình huống. Quá đáng tiếc, bóng chạy trên dây, tuy nhiên lại bật trở lại. Không có may mắn cho đội Minh tới 30-0. Cú lốp bóng rất cao của Hoàn Nai Con. Quá đáng tiếc ở tình huống backhand của Vũ Safin. Bóng đi ra ngoài rất nhiều. Ba mươi mười lăm. Quá hay, tình huống tấn công forehand vào phía trái tay của Vũ Safin. Tình huống cuối cùng thì bóng đi rất nặng, chìm sâu, bóng vào cận chân của Vũ Safin. Ta xem lại tình huống. Safin lùi đánh backhand nhưng không qua. Ba mươi bốn mươi, vậy là điểm break cho cặp đôi Minh tới. Cứu break thành công với một cú forehand quyết đoán trên lưới của Hoàng Nai Con. Cú bật bắt vô lề rất hay của Hoàng Nai Con. Hoàng Nai Con và Vũ Safin trước đây đã từng thi đấu cho đội tuyển quần vợt Hà Nội. Đặc biệt là Hoàng Nai Con, một phải nói là một tài năng trẻ của đội tuyển Hà Nội. Đáng tiếc thì Hoàng đã giải nghệ rất sớm, chuyển qua thi đấu phong trào. Tiếp tục là điểm bữa đách cho đội Minh tới.
cú bắt vô lê bóng không qua lưới của Hoàng Hải Còn. Vô lê rất đáng trách, bóng ngay đầu lưới thôi. Tuy nhiên Hoàng chủ động tăng lực, bóng có đôi chút ăn vào cạnh vợt và đã không qua. Game thắng 5-1 cho Minh Béo và tới Bắc Giang đến từ câu lạc bộ VT6, đối đầu với một cặp vận động viên của cựu vận động viên của đội tuyển Hà Nội. Tuy nhiên Vũ Chuột Con cũng hay là Vũ Safin và Hoàng Nai Con chỉ thi đấu ở mức độ thanh thiếu niên chứ chưa lên thi đấu chuyên nghiệp. Hoàng Nai Con thì sinh năm 1993, thời mà còn thi đấu thanh thiếu niên thì Hoàng Nai Con cùng lứa cũng như là cùng độ tuổi với cả Phạm Minh Tuấn. Và ngày hôm nay tại cùng sân Paris Olympic Park cũng có sự xuất hiện của Phạm Minh Tuấn. Phạm Minh Tuấn cũng sinh năm 1993, hiện tại sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng. Hiện Minh Tuấn lại thi đấu cho Hưng Thịnh Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, quay trở lại trận đấu ở game đấu thứ 7, cầm theo bóng là tới Bắc Giang. Game đấu mang tính chất quyết định của trận chung kết dùng VN 8 chấm. Cú backhand bóng đã đi ra ngoài. Cú backhand vừa rồi là của Vũ Safin. Bóng đi ra ngoài rất nhiều. Tiếp tục là cú đánh bóng không qua. Lần này là Hoàng Nai Con 30-0. Cặp đôi Huỳnh Vũ đang đến rất gần với chức vô địch. Bóng ngoài 40-0. Vậy là điểm Championship Boy đã đến với cặp đôi Minh Béo và tới Bắc Giang. Kết thúc cặp đôi Minh Béo tới Bắc Giang giành chiến thắng 6-1 ở trận chung kết giải quần vợt Hanaka Paris Olympic Park, tranh cúp Hanaka Đông Nam Á lần thứ nhất. Thì là chúc mừng cặp đôi Minh Béo và tới Bắc Giang đã giành chiến thắng 6-1. Tỷ số khá cách biệt. Xem lại tình huống highlight trong trận chung kết ở nội dung 8.0. Ngay sau đây sẽ là một trận thi đấu phải nói là cực kỳ hấp dẫn, là hai trận đơn ở